Xin chào tất cả các bạn, mình là Thúy Vân. Còn mình là Thúy An, hai chị em mình là người ăn thuần chay. Vân năm nay 27 tuổi, cũng là 27 năm ăn thuần chay. Và gia đình của mình cũng là vegan. Thì duyên mà do hai chị em ăn chay là Vân và An rất là cảm ơn ba mẹ đã tạo điều kiện thuận lợi cho hai chị em ăn chay từ trong bụng mẹ cho đến bây giờ. Lý do mà hai chị em ăn chay đến bây giờ và nguyện trường chay suốt đời là bởi vì mình hiểu rằng tất cả các loài vật đều cần sự sống. Họ cũng có tình mẫu tử, lòng yêu thương như chúng ta. Và vì những món ăn hàng ngày của chúng ta mà đánh đổi cả sự đau đớn của các loài vật. Khi mà Vân đi ngang những khu chợ bán thịt cá, gà, vịt, mình hình dung được cảnh sát hại, giết mổ. Chúng kêu la, gào thét rất là thảm thương. Mình cảm thấy rất là đau và xót lắm. Mình cảm nhận được sự đau đớn của chúng. Và Vân mong các bạn hãy chuyển sang ăn thuần chay. Vì những loài vật vô tội, chúng không muốn chết, chúng cần sự sống. Nhiều bạn trẻ lại nghĩ rằng ăn chay thiếu chất dinh dưỡng, nhưng khoa học đã chứng minh rằng ăn chay tốt cho sức khỏe. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Tài Đức, hiện tại mình đang 23 tuổi, mình đang là sinh viên năm tư, chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Hiện tại mình 23 tuổi cũng đồng nghĩa với là 23 năm mình đã ăn chay trường, mình ăn chay trường từ bé, khi mẹ mình sinh ra mình ăn chay trường. Mình có nghe một câu của cổ nhân người ta thường để lại, người ta nói á, là bệnh từ miệng mà vào mà họa từ miệng mà ra, cho nên đó là những cái thứ mà mình ăn hàng ngày á nó sẽ ảnh hưởng tới mình rất là nhiều. Nên đây là trong một cái cuộc thời buổi hiện đại á thì rất là nhiều những cái thực phẩm mà nó bẩn, nó dơ, và nhất là nó đến từ động vật rất là nhiều. Cho nên mà cách để mình hạn chế cái bệnh tật của mình á, giống như câu nói hồi nãy Đức có nói á, là bệnh từ miệng mà vào á, thì mình nên hạn chế ăn những cái loại động vật, ăn những cái loại thực phẩm không sạch. Xin chào các bạn. Bọn mình là hai chị em và bọn mình đã ăn chay được hơn 20 năm. Và hôm nay bọn mình rất là vui có mặt ở đây để chia sẻ về lý do tại sao bọn mình ăn chay và cũng như là tác dụng của việc ăn chay đối với cả tất cả mọi người và hành tinh này. Đây là chị mình. Mình là Hà. Còn mình là Thảo. Trẻ con thì thường định hướng theo cái định hướng của bố mẹ, đó là ăn đồ ăn mặn, nên là cái việc mà đồ ăn chay nó rất là lạ lẫm với mình. Và sau 1-2 tháng mình có thử ăn cơm cùng với bố mình thì mình cảm thấy rất là thích thú và mình quyết định ăn chay luôn. Mình cũng có hỏi ý kiến của bố mình, đó là có thể cho con ăn chay được không, thì bố mẹ và mẹ thì đều rất là tôn trọng cái ý kiến cá nhân của con cái, mặc dù là con còn rất là nhỏ. Và sau 1 năm sau thì mình cũng đã rất là thành công trong cái ý tưởng đó là thuyết phục em gái mình ăn chay. Nhiều bạn trẻ nghĩ rằng ăn chay thiếu chất dinh dưỡng, khoa học đã chứng minh rằng ăn chay tốt cho sức khỏe. Các loại rau củ quả và các loại hạt đều đầy đủ các chất dinh dưỡng. Và bây giờ nhiều nhà hàng chay mở lên, có rất là nhiều món ăn chay ngon, đa dạng, phong phú, tạo điều kiện cho nhiều người ăn chay hơn và vẫn xinh đẹp, khỏe mạnh như An và Vân đây. Và theo Đức nghĩ, theo quan điểm cá nhân của Đức nghĩ thì cái việc mà ăn chay á, thì nó làm cho cái con người mình nó sạch hơn. Và những cái thực phẩm mà thực vật á, đôi khi nó sẽ làm cho con người mình nhẹ hơn rất là nhiều. Và cảm nhận của riêng bản thân Đức á, thì Đức thấy là sau từ nhỏ đến lớn Đức ăn chay thì riêng bản thân mình cảm thấy là nó rất là nhẹ nhàng, mình không có phải bệnh tật đồ gì nhiều. Bản thân Đức là từ nhỏ đến lớn Đức chưa bao giờ mà kêu bằng đi vào bệnh viện, cho nên là mình có một sức khỏe rất là tuyệt vời như này, đó là một điều rất là quý báu. Mình sẽ cảm ơn những cái người mà đã giúp cho mình ăn chay, đặc biệt là ba mẹ mình. Khi mà sinh ra mình ra thì mình đã được ăn chay trường liền luôn. Đó là một cái điều cực kỳ mà quý báu, rất là biết ơn cha mẹ. Và mình tin rằng nếu như một người bình thường như mình mà sinh ra từ bé lớn mà ăn chay được rồi thì tất cả mọi người em nghĩ là đều sẽ được hết à. Và em mong tất cả mọi người chúng ta hãy cùng có một hành động, một cái suy nghĩ chung, đó là về hướng về thế giới và chúng ta không còn sát hại chúng sinh nữa. Chúng ta cùng nhau ăn chay để tạo ra một thế giới hòa bình, không còn giết hại động vật, không còn giết chúng sanh, và từ đó mình sẽ có một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn rất nhiều. Mình rất là muốn cổ vũ là mọi người hãy cùng ăn chay, cùng đừng bao giờ mà ăn động vật, ăn thịt động vật. Và mình có nghe gần đây mình có nghe một câu nói rằng là tất cả những món ăn mà chúng ta ăn, tất cả những món đồ thịt khi mà đến với chúng ta đều là những cái món rất là đẹp, rất là, nhưng mà chúng ta không hề biết được rằng sau đó là những cái tác hại như thế nào. Sau 20 năm ăn chay thì những thứ mà bọn mình cảm nhận được từ việc ăn chay đó là thứ nhất là bọn mình có sức khỏe, và thứ hai cảm thấy trong lòng rất là từ bi,
Và hiện nay khi mà nạn hâm nóng toàn cầu đang càng ngày càng, trở nên nguy hiểm hơn, cũng như là có những cái bệnh dịch rất là nguy hiểm xảy ra, thì bọn mình đều vẫn luôn, trong khi mọi người cảm thấy rất là lo lắng, rất là sợ sệt, nhưng mà bọn mình nhờ có việc ăn chay, bọn mình cảm thấy cơ thể rất là healthy và bọn mình cảm thấy rất là vui vẻ, cơ thể rất là khỏe mạnh, thì bọn mình mong muốn rằng mọi người sẽ cùng nhau ăn chay, cùng nhau cầu nguyện cho một hành tinh xanh. Cảm ơn mọi người. Tôi ăn chay trường từ bé, năm nay là 23 tuổi và cũng đồng hành với là 23 năm ăn chay trường. Và tôi, Nguyễn Tài Đức, tôi nguyện sẽ là ăn chay trường cho đến những chặng đường còn lại của cuộc đời của mình. Xin cảm ơn. Thông qua chương trình, Vân và An muốn gửi thông điệp đến tất cả các bạn qua một câu nói: thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tính thiện ta còn. Vân và An cầu mong cho trên thế giới sắp tới sẽ có rất là nhiều người chuyển sang ăn thuần chay nhanh nhất có thể, vì một thế giới hòa bình, ăn chay sống xanh để cứu địa cầu. Yeah, bye bye.